Ở bên trong á, rồi về bên đây nè, nhiều cái ống cổng nhỏ trên vai á, ông lội qua. Trời. Rồi còn mấy thước nữa là tới rồi người ta không có cho ông lội về, ông không có chịu. Về đó, cha mẹ nó đâu có cho về, ông nói ông nhớ nó không cho ông về với ổng là ổng từ. Rồi. Cái này nó chưa tới học, nó đi học là nó đưa cho về đây, đang ở đây đi học gần đây nè. Dạ. Cũng châu 64 gì. Vụ tai nạn này là cách đây mấy ngày rồi gì? Là mới có hồi đêm hôm giờ đó, hồi 6 giờ chuyện qua tới nay. Ba nặng mà bản gì? Dạ. Rồi cái đi qua nặng mà nhậu đồ chơi. Nhậu chơi cái còn cổng đứa cháu theo. Tại vì má nó đi bằng, ba má nó bằng ngoài Tần Thốt á. Người ta kêu đưa đi, ổng không chịu. Ổng nói để ổng đội được. Lội mà nhỏ 7-8 tuổi rồi. Mà ổng để lên vai vậy. Con trai hay con gái? Con gái. Trời ơi trời. Rồi cái chợ nhỏ dọn nhỏ ý là cấp đó mà nó la là nó nói cứu con mà ông nội ơi cứu con. Có nghe rồi cái thằng đó nó chạy về này nó kêu. Chạy về này kêu phe đằng nhậu cô chung nè hồi rồi shop đó. Dạ. Rồi chạy qua mà lại đẳng qua bển nó chìm nó mất tiêu. Mến chào cả nhà cô chú anh chị. Nơi đây là cái hiện trường xảy ra một cái câu chuyện mà nói ra thì rất là xót xa luôn cả nhà ơi. Thì một ông chú khoảng 64 đến 65 tuổi thì chiều hôm qua chú có bơi xuồng qua bên bờ bên đây chỗ em đang ngồi để mà nhậu. Thì chú đi cùng với cháu nội 8 tuổi. Thì khi mà nhậu xong thì chú mới đi về, lội về mà cổng cháu ở trên đầu luôn, thì chú mới lội qua sông. Đó là theo lời kể của người dân, ông cháu đã mất tích trên cái con sông này. Thì đây là cái hiện trường rất là xót xa cô chú ơi. Cháu gái chỉ mới 8 tuổi thôi và người ông nội đã ra đi mãi mãi dưới dòng sông này. Thì phía bên gia đình đang tổ chức đám tang cho hai ông cháu. Thì cả nhà hãy niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật để cho hai ông cháu được sớm siêu thoát cả nhà ơi. Ở đây thì thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Xong mà nhỏ tổng thằng trai trên dài nữa. Tao có nhỏ là đâu có đánh đổi. Là nhậu xỉn cái gì? Nhậu xỉn. Trời ơi. Xỉn mà đằng này đưa về nó có chịu, nó nói chưa về. Thế tao xuống đây rồi có chú kia cũng kêu đưa về, nó nói thôi tao lậu được. Tao là lậu được mà chế gì. Là đi qua đây nhậu cái gì? Nhậu qua đây cái mà nó em tôi. Em ruột của cô hả? Em bạn gì? Dạ. Mà không có mời đám dỗ mà cái kiểu như làm gọn thôi, cúng bà già mình làm gọn và dạ. Cái nó nói để tôi biết đám dỗ gì năm á, thôi để tôi qua chiều nay tôi cúng năm chiều, ngày mai tôi đi đám cưới. Dạ. Thôi để qua chiều nay tôi chơi. Qua đây cúng gì năm. Dạ. Cái qua rồi anh em uống chơi vậy rồi cái đừng không cái ra rồi tổng cha cháu nó ra về mà đằng này không có cho về, nó đưa về. Nó nói để nó đi được. Dạ. Qua bển nó đặt có thùng. Là đắng không có xuồng, cái xuồng nằm bên trong. Nghe chỗ con ngồi đắng đó không? Đâu đây nè. Cửa đầu vậy đó rồi cái ông chồng tôi ông được te lại gì nè, ông thấy ông kêu. Ông kêu lại mà nó không có chịu lại. Cái đấy tôi qua còn khoảng 3 mét nữa vô tới bờ gì nè. Mà rồi cái cháu nó còn trên vai đè cái đầu nổ xuống hoài cái đó. Cái này chèm xuống cái thằng con nhỏ này nó hột nữa. Cái nhỏ này kêu ông nội cứu con. Dạ. Rồi rất là ông nội nó chèm rồi bắt đầu nó cũng xuống luôn. Là gần tới bên bờ bên kia rồi. Gần tới rồi còn có 2 mét hay 3 mét nữa thôi. Mà vậy thiệt đau luôn trời rồi ơi. Rồi ai là người phát hiện? Ông chồng tôi. Rồi tôi bỏ ra. Rồi la lên, ông la lên mà bển không ai nghe chân thả bển phóng xuống liền á. Thì cứu kịp, còn bên đây có mình ổng mà la bên đây đằng chạy về, ông chạy liền mà ông kêu đằng này chạy lỡ đắng là chìm rồi. Hai ông cháu mất tích luôn. Rồi đằng này chạy lỡ đắng nhảy xuống là nó trôi mất tiêu rồi, nó chạy cuồng cuộn nữa. Tao đâu phải anh với chị vô đây còn đây là bạn gì với nhau nữa. Rồi nhỏ cháu gái nha. Đi bắt hay gì? Cháu gái mất tiêu luôn hả? Thành thằng mất tiêu luôn, kiếm không được. Trời ơi, mệt tới 8-9 giờ chưa được. Cái sao cháu tôi nó đi về, nó điện công an rồi vô. Rồi bắt đầu điện rồi vô, cái sao cháu tôi về. Rồi nó câu lưới cái sao đó, lưới nó văng sao đó. Mà nó được. Cái mấy là được, nói là được, còn cháu tôi được hả? Con nhỏ chưa được. Tìm ra được ông chú. Con nhỏ kia khoảng 10 giờ. Nhỏ kia 10 giờ mấy. Là tìm được cách đây gần đây không? Nó tới trâu xuống tới chưa kìa, chút trâu dưới chút. Dạ, qua khỏi cái chùm mộ luôn hả? Không, hả? Chùm mộ? Khỏi, cái nơi có hả? Dưới chùm mộ? Nhỏ nó xuống mà dưới ngay chỗ khỏi con tấn á. Dạ. Rồi sao trời trắng trắng chưa nè hả? Lúc đó là chú ổng đã nhậu xỉn nhiều chưa con? Xỉn rồi đằng này nó đuối về mà nó nói mà không thường thường là nó muốn có chuồng nó về, không có chuồng, nó lậu gian xong hoài. Mà đằng này không có cho, mà đằng này nó đi không hay. Dạ.
ở trên đầu nó không biết không, cái bờ sáng là tại người ta múc á, múc rồi cái bực hãnh nhiều, cái hồ đó nó cạn. Rồi bây giờ đó rồi nó lậu rồi, nó tình trường nó đuối rồi. Chứ nước này tháng này nó lên. Xe gì không xe? Tại nước này nó quay nè, nó quay đó. Chú chạy lên cầu á chị đừng qua. À, ba nó với mẹ nó bắt đi nó không có cho. Nó nói cái gì cái để cho tao ở lại, cháu tao nó ở với tao vậy. Tại nó nuôi từ nhỏ tới lớn nó quen rồi chú. Nó nuôi từ nhỏ tới lớn nó quen rồi, nó thương chú lắm. Thương cháu nữa. Nó đâu cả chục, hai chục đứa ráo à nghe. Con gái, ừ, con gái con trai đồ gã cứ hết trơn, giờ còn có khoảng mấy chục đứa cháu đó. Cái bé gái này mấy tuổi? Cháu gái 8 tuổi. Còn chú? Nó tuổi con chuột đó, hình như là 6 mấy hay gì đó, 6 mấy 70, 75 gì đó. Mà nó giỏi lắm chú ơi, nó hồi đó giờ lậu lặng giỏi lắm. Mà tại vì con nhỏ này 8 tuổi nó ngồi đào trên cái dài vậy. Nhậu sẵn đó. Rồi cái này sáng nó múc bây giờ có bực hẳn nữa rồi. Làm như tới đó, làm như nó hết đuối rồi. Đuối. Con nhỏ kia nó tại nó ngồi trên này nữa. Nó ngồi trên đầu của nó đè cái đầu xuống quẹo, ông nội nó ngất đâu ông nội. Trời ơi, nó nói kêu ông nội cứu con. Rồi cứu của ông nội nó chê mà. Thôi ông chồng tôi, ông hết hồn hết chứ, ông chạy gì ông la. Trời ơi, tôi nói bên đây sáng giờ cũng tú hồ bển, cũng bên đây rồi tú hồ bển. Cũng tới luôn. Con nghe mà đứt ruột luôn trời. Trời ơi, tôi nói thiệt lần này còn đau lòng hơn đó chú ơi, biết sao giờ. Vợ nó chết chưa giáp năm. Trời ơi. Con vợ nó chết hình như là tháng này, tháng sau nó là giáp năm đó, còn tháng nữa đó. Nó mới giáp năm. Dạ, là cô là chị em bạn gì với chú đó ha. Bạn gì ruột á. Hai chị em bằng gì ruột là tàu nó qua lỡ qua. Cái lúc là chú qua mà để cúng mâm chiều bên đây á. À đằng này rước. Là có kêu rước. Có kêu rước. À, đi với cháu gái. Nó kêu đi qua bé gái. Dạ. Nó kêu chị Chính ơi qua rước tôi qua cúng gì năm. Rồi con nhỏ em tôi mới xuống á. Nó rước cái dọc đường cái đi xuống xuồng cái lắc vậy. Cái đừng mày làm bộ mày lắc rồi tao té xong. Tao biết lậu. Thằng nhỏ cháu gái nó giỡn ha. Cái thằng em tôi á, nó giỡn với nhỏ em tôi á. Dạ. Nó giỡn cho giỡn lắm. Dạ. Mà trời không ngờ thiệt chú, đâu nói chuyện đó nhậu nhẹt đó mà bố cuộc đó là đó đâu mà thiệt đau lòng thiệt chứ con nặng. Người dân biết bao nhiêu đông hôm đông công an đồ mãi mà thị trấn rồi vô hết sức tâm rồi. Trời ơi ở đây giờ ngăn ai cũng đứt từ đoạn ruột, biết sao giờ nó qua bển chú nãy tôi đút nha, qua bển rồi cũng rồi tôi tiếng là chồng tôi sợ ổng tới đuôi nữa, rồi sợ có chuyện nó sợ xong này tôi sợ rồi. Yeah. Cái đi bển nãy rồi cúng bển rồi mà thấy cái hình nó rồi với nhỏ cháu tôi đau lòng qua mấy công an rồi. Bà lần này không thấy tội nghiệp quá. Tám tuổi á. Đáng lẽ thằng trai nó đặt lậu nó mà cái thằng tao đặt lậu trong này. Đáng lẽ bây giờ nó tới nó ba thước thì ông nội nó có đuối á. Thì con nhỏ này nó cũng bẹo lậu chụp chính chính vô. Nó kêu cứu mà. Nó kêu cứu, nó kêu ông nội ơi, cứu con, ông nội ơi, ông nội cứu con. Mà ông nội nó nằm xuống chứ dưới, ông lúc có dưới lậu. Nay là 2 năm mẫn tan. Để 2 năm mẫn tan rồi. Cái ngày nay mới sáng này nó mới cúng nè, còn ngày hôm qua lại đi qua nè mà bạn gì dạ. Rồi cái đi qua đặng mà nhậu đồ chơi, nhậu chơi cái còn cổng đứa cháu theo, tại vì má nó đi bằng ba má nó bằng ngoài từng thốt á. Là cái ông chú mà bị già nước đó ha. Rồi ông tại đánh tổng qua này qua và người trước qua này nhậu. Dạ. Nhậu rồi đi về người ta kêu đưa đi ổng không chịu, ổng nói để ổng lội được, lội mà nhỏ 7-8 tuổi rồi mà ổng để lên vai rồi ổng lội. Gái trời ơi trời. Còn cái sợ nhỏ dọn nhỏ ý là cấp đó mà nó la là nó nói cứu con mà ông nội ơi cứu con ông nội ơi. Mà có ai nghe không? Có nghe rồi cái thằng đó nó chạy về này nó kêu. Chạy về này kêu khe đằng nhậu cô chung hồi rồi shop đó. Dạ. Rồi chạy qua mà lại đẳng qua bển rồi chiều nó mất tiêu. Là ngày hôm qua lúc mấy giờ gì hay? Lúc đó cũng 6 giờ á. 5-6 giờ chiều hả chị? 5-6 giờ chiều. Mà cái lúc mà cái ông chú là ổng đi qua bên đây nhậu là ổng có đi xuồng hay là rước? Là mấy anh bên đây rước qua. Ổng nó kêu bên đây rước. Là ổng đi với cháu nội là đứa con gái. Đứa con gái. Rồi tới chừng xỉnh đi về mà không đi về. Xuồng ở bên sông, để xuồng ở bên sông. Dạ. Rồi nói xuống ở đó nè, xuống dưới bầm mé đó. Nó mới cởi áo ra. Rồi mới để dép, đi để điện thoại vô cái gian đó đó. Dạ. Rồi mấy giờ cổng nhỏ qua bển. Trời ơi. Cái thấy thằng bảy bà đế nhỏ bên đây hen. Dạ. Rồi cái lậu bển lấy cái xuồng lậu qua. Cái ông này cũng nhỏ. Dạ. Nó sợ nó mà nằm nó tầm cái đầu nó đè. Cái mình ngóc lên cũng được. Ngóc không nổi. Là ông chú này nhiêu tuổi rồi? Mà 60 là 64 gì đó. Cũng lớn tuổi rồi đó. 85 rồi. Dạ. Mà tội nghiệp cháu nhỏ nữa ha, nhỏ xíu à. Tại vì nó còn tan bến. Vậy là cái chỗ cái bến sông đó là trước cửa nhà luôn hả? Đây là đẳng bô xa như gì hay? Cái nhà ông đó bên nè. Dạ. Vậy là chú con đi đường dưới con bọc lên ha.
Thì dưới một lên được, được trên một xuống thì cũng được chứ. Dạ. Đường nào cũng đi về tới đó. Dạ. Nhiều thì mà chạy về nuôi thằng nhỏ lớn rồi bánh tay bánh chân. Rồi nghỉ hè rồi, rồi ba má nó đem bên ngoài không to. Dạ. Ít hôm mà tháng mãn tan rồi tháng 5. Dạ. Rồi cái quay qua tháng 8 vợ chết. Vợ chết rồi tháng 8 rồi bước qua mai cái tháng này thì vợ chưa dắt tâm rồi nó chết. Dạ. Vậy là hôm qua tầm 5 giờ chiều. Hả? Hôm qua là 5 giờ chiều. Ừ. Hôm qua 5 giờ chiều là ngày hôm qua ngày mấy? Hôm qua ngày mình là ngày mà mùng 8. Mùng 8 mình. Mùng 8, ngày 9. Khi mà cái tai nạn đuối nước như vậy đó thì công an người ta có xuống không gì không? Có. Công an rồi xuống rồi cũng kêu mà kéo mà nhà không cho. À, không cho ha, để chung cắt luôn. Ừ. Dạ. Tại vì biết nó nhậu hơn say tỉnh vậy. Dạ. Giờ ổng nhậu bên sông á, rồi về bên đây nè, giờ cái ông tổng nhỏ trên vai á, ông lội qua. Trời. Rồi còn mấy thước nữa là tới rồi người ta không có cho ông lội về, ông không có chịu. Hả? À. Ông đi lên chảnh dước nó về đó, cha mẹ nó đâu có cho về, ông nói ông nhớ nó không cho ông về với ổng là ổng từ. Rồi. Cái này nó chưa tới học, nó đi học là nó đưa cho về đây, đang ở đây đi học gần đây nè. Dạ. Rồi hai ông dước cho được. Dạ. Rồi ổng mới đi qua bển ông nhậu. Nhậu rồi ta, ổng về về, là... để đưa ổng không chịu. Vậy đó hả, nhưng mà ổng có chở cháu nội theo, có đem cháu nội theo chơi luôn. Vậy chứ có mình nó làm à. Sao mà không đem theo. Rồi nhậu xỉn rồi mới lội qua ngang sông lội về. Rồi lội về. Lại sông này luôn. Sông này nè. Trời ơi. Thì ổng cổng mà. Hả? Ông cổng. Thì ổng để nó lên vai, ổng lội chứ sao nhỏ nó 8 tuổi hả. À, anh trai hay gái? Gái vô học. Trời, tới đây vô học là lớp 2 đó, mấy bà với nó vô học lớp với cháu ạ, rồi nó bỏ tức. Hả? Đứa con gái 8 tuổi. Nhỏ này con gái. Con gái hả? Ừ. Trời ơi. Này đúng hả? Nhà này nè, đừng lấy mẹ bạn đó. À, vậy là chôn phần đất nhà luôn hả? Đất nhà bà chôn đằng trước rồi, lâu rồi. Vậy là cô ở gần hàng xóm ở đây hả? Ờ, tôi bán số cái đường này là tôi thuộc hết trơn rồi. Trời ơi. Ngày hôm qua. 6 giờ. 6 giờ chiều hôm qua. Tôi hỏi mấy đứa nó có 6 giờ. Dạ.